Ôi đúng là game này logic của anh ơi, nước biển uống không được. Vậy hả? Thì uống không được. Game không làm logic nó chết đấy. À, để anh kêu nó đi xây tiếp anh em mình. Ủa gì vậy? Ui. Đi đâu rồi bó ơi, nó chảy cái bạc ra làm gì nè bó ơi. Nó đâu vậy? Hả? Ủa làm cái gì á? Làm cái liều nữa. À làm một cái liều cấp thấp à? À tính ra quỷ này còn im, nó báo anh ra lệnh cho nó build cái, nó làm cái liều nhỏ xíu anh em mình có thể sell lại được luôn nè, ngủ được luôn nè. Ghê vậy, sao cái này là trợ lý xịn dữ vậy? Mà nó lười vãi luôn. Vì anh làm liều cái liều hơi xịn Nè anh rồi. kêu nó lia nè, rồi nó sẽ xóa nè, gạt gạt dẹp nè. Hay thế nhờ. Anh khát nước không? Đi uống nước với em nè, suối uống nước mới được chứ nước biển cũng không được. Ok. Ơi đói 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 em là, khát nước. làm cái bếp lửa sao ta, Bẻ khúc cây ra, bẻ khúc cây ra. à cầm cái khúc cây lên các bạn, chuột phải nè, rồi xong rồi chuột trái. Ủa sao nó cắm xuống rồi, nước này hình như uống không được luôn rồi. Chuột phải là sao nữa bạn, Chuột phải xong rồi cắm đầu xuống đất cho bẻ cây ra. ok à, làm bếp bếp lửa mà bếp lửa nâng cấp là có cái đá anh ơi, nó sẽ cháy lớn hay gì thì phải. rồi anh đốt Tao luôn rồi. tao em làm thử à, bếp lửa nâng cấp. Thì có cái bếp lửa gì rồi sao để thêm lửa cho ta? Ủa thêm củi vô. Ủa làm sao để uống nước vậy? Chứ Khó nghe vô. quá vậy. Nghe 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 thôi. Chứ nghe vô. À, Được không? nè Phương, Không làm bếp được, lửa không được. anh Phương ơi. Lụm lụm mấy cục đá to to Ồ, anh nhét nướng vô. cái được cái cặp giò nè. Đúng vậy. Nè. Để Đói quá làm đói rồi. bếp lửa xịn cho anh. Đâu rồi, đá. Chắc là này nước phải lên thượng nguồn uống mới được, là nước dưới đây uống không được. Bảo thiếu nước trầm trọng quá anh. Chứ nước trầm trọng rồi mới lết xác lên thượng nguồn mới uống được. Anh Phương ơi, lửa thì lửa xịn anh Phương ơi. Ok. Vậy mà phải tìm thiết kế ra một nguồn nước rồi thôi, chứ không là thua. Ủa có đốt tiền nữa hả? Có, sử dụng tiền với lại lá luôn em ơi. Không có lá Mình cây để thì thiết có thể kế sử dụng tiền để nướng thịt được các bạn. Sang dữ Đó. trời. Anh quăng tiền đô vô nướng cho ăn cho thơm. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Em xin cái đùi coi. Rồi, ngon quá. Bà ơi, vàng bơi. Em đang Thôi, ôi, vậy nữa. Ẻ, thấy gớm. Bà nào bảo, 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 ăn thử bảo. Đấy. Ôi, cháy, cháy, Đấy. cháy. Đấy. Dạ yeah. Thôi ăn lưng, ăn lưng khô còn ngon. Rồi ăn lưng khô no luôn rồi. Đó em dùng miếng thịt vô á. Canh nghe để em đi uống nước. Nước đâu mà bảo. Không biết, nước mới lên tới thượng nguồn mới mới uống được. Ủa anh hết máu rồi, giờ sao cho đầy máu lại ta. Ok, có chim để em lấy cùng em bắn chim. Ồ, có thức ăn nhanh nữa à, đã quá vậy. Hồi thế lực. Protein bar, energy bar. Bắt đầu này bắn cung cái gì chợ, bắn cung khó đấy. À, ăn cái sô cô la này là cũng lên được khúc máu các bạn, lên được tí. Ủa em bắt được con chim nè anh Phương ơi. Đâu. Nè. Bây giờ sao anh em mình xây nhà đây hay gì, coi lo vụ nước nôi nữa ơi. Giờ Đúng thức ăn rồi, thì anh nước em mình có đó, nhưng mà nước. nước nó lên thượng nguồn hay sao ơi. Hồi trước là anh nhớ là có thể là làm được cái máng uống nước á. Đúng rồi, giờ lập sao ta. Là 7 rồi nữa nè. Ok, tự nhiên có con chim đậu cái bên vậy. Ở đây là làm nhà nha các bạn. Anh Phương là đi tập lấy lông đi anh Phương ơi.
cái nước trầm trọng. Giải quyết bài toán ăn uống trước đêm ơi. Anh Phương ơi, thịt chim nè anh Phương ơi. Alo anh Phương. Đó. Rồi. Rồi lấy lông nè, anh lấy cái gì đó anh chặt là nó có lông à. Đó, chim. Phía sau nè, phía sau anh còn con nè. Có lông không? Có lông bay lên nè, bay vô. Thôi. Rồi sao làm được cái máng nước cái lông ta? Chim này rồi sau này làm gì ta? Tên hả? Tên rồi nè. Ủa làm sao mình biết mình còn ở à đây cung, còn 7 cung. Chim là chỉ lấy lông được mà không lấy thịt được. Rồi, lấy thịt bằng lấy cái con dao nhỏ ra lấy thịt được. Không, khỏi khỏi, mình bấm e vô là lấy luôn à. Chắc là lấy gọn. Rồi vấn đề giờ là thịt thì anh em mình có thể giải quyết được đó, giải quyết bằng bài toán nước nè. Từ để em chế thêm cung rồi em đi vô trong kia. Cái cung chế sao? Cái cung chế bằng hai khúc cây, một cung keo. Một cung keo. Làm sao để thu được cái bạc này? Không biết rồi. Một cung bắn kéo, một cung nghe thần anh. Trời ơi, khó bắn dữ vậy? Cung nghe thần. Rồi, có thể làm được cái cung đó bạn. Từ để coi sách dấu pha đã. À, chúng ta có thể... Có thể làm được ghép lá đó bao, thấy không bao? Đúng rồi, có thể làm được giáp lá. Có cái chỗ nào để em tựa lưng được không? Em mệt quá. Buồn ngủ nữa rồi. Cái gì giờ chưa làm ăn được gì buồn ngủ nữa rồi. Ủa cái mặt trăng mà nó lên màu tím là sao? Không biết nữa. Đang mệt đó, you are tired là đang mệt đó. Chết già khát nước quá. Đi uống nước. Con nào đang chạy kìa. Thôi, giáp lá hơi cục bắp. Ê, con nào đang chạy nó kìa, anh. Đâu? Thủ văn luôn, thủ văn luôn. Ê, thải thẳng luôn kìa. Thải. Cái thằng này nhìn lạ vậy. Đâu? Đó. Đồ ăn tới. Thần này lên. Ôi, nhìn quý này trang da xanh luôn á. Đeo mặt nạ. Mặt nạ vàng. Thần này lên. Tính ra quỷ này trúng số dự lót này bảo. Đeo mặt nạ vàng nữa. Đúng không? Đúng. Thanh niên trúng số dự lót hôm trước nữa anh. Đeo mặt nạ vàng không ai. Đi, anh xí cánh tay rồi. Ok. Lấy đi rồi anh em đi uống nước. Ôi có mấy cái bo nè anh Phương ơi. Đó. Củ mã phanh thay đó. Đây. Có mấy cái bo. Ê chết bà, anh ăn do trò sống luôn rồi. Ây da. Không sao. Ăn sống luôn các bạn, chết luôn. Ôi. Ý. Sao uống nước được kìa? Không phải uống nước mà. Anh ăn thịt. Anh hình như anh cạp thêm cái thịt nữa hay sao á. À uống nước được. Uống nước được nè. Đâu được. Đây nè, nước cái chỗ cái thiền này nè. Hảo thật sự các bạn. Dạ, không, dạ, cái này tính đâu. Ra là nước suối chứ đâu phải nước biển. Đâu, nhưng mà đâu á, uống nước đâu. Nè, chỗ này nè. Chỗ cái thiền này nè. Anh thấy có hiện gì đâu ta. Nè đó, nhấn nghe xuống. Cầm cái cây búa. Đúng rồi. À đây. Ủa nước trên đây cũng uống được nè. Trời ơi, cái bên nước còn khỏi lo luôn. Khỏi lo cái ăn cái mắt. Khỏi lo luôn. Ok, gì có nước uống rồi. Ngon các bạn ơi, kế nhà luôn. Rồi giờ mình đi chặt củi xây nhà đi. Xây nhà lầu đi. Được, đã thiết kế cho. Ai kêu kia tự làm cho mình được không? Sắp tối rồi kìa. Ôi trời, rớt cái đầu ra luôn rồi nè. Đâu mất cái đầu luôn rồi.
nhìn máu xịt xịt luôn kìa báo, kìa máu còn xịt luôn kìa. Ủa từ. hình như là có cái bức gì nè anh Phương, anh nhìn em thử coi. Bức gì? Hình như em có cái buồn gì lạ lắm, nhìn em à. Nhìn chưa? Đâu? Từ. Đâu thấy gì đâu, ở đây còn một xác một thằng nữa nè bơi. Ơ, thấy gì không anh, thấy gì không anh? Kinh về luôn, ôi đem nó về cái mà nấu nó ra là làm được giáp xương đó bao. Thực thiệt á hả? Thiệt hồi trước anh nhớ mà. Đâu anh thử ra. Kiểu nấu xác mấy này lên đó bạn là làm được giáp xương. Nấu cào nữa đó. Đâu, ây da, ây da. Và cái bếp này vậy sao giục nó vô được anh? Quăng nó vô em, nhấn G. Chơi qua. Rồi, để anh nghiên cứu anh lên làm vụ nước là anh em mình giải quyết rồi phải không? Đúng rồi, nước là xong rồi. Anh xây cái nhà nước lớn rồi. Gỗ nè. Nhà này cháy xác hả? Ui, nhà này bự dữ vậy. Chơi luôn anh, chơi luôn. Em chặt gỗ gì vậy? Oh, hình như là nhà này nhà trên cây em ơi. Ủa sao hàng khẩu dân này nhìn đẹp dữ vậy? Hay lên nhà trên cây đã. Hả? Chúng ta đã có xương rồi. À, có cao thiệt á hả? Vô. Nhà này thì nhỏ quá. À rồi, cháy rồi kìa. Cháy thì cháy à. Hình như một người là một bộ hay gì hay sao? Không biết còn nè à, cái nhà này nè thấy được không? Ô từ từ nha, có con chim kìa, để em lên càng quét hết chứ rừng không mấy. Mình xây nhà trên đây đi được không, xây nhà trên vực nè. Nhưng mà sợ bị thú dân á. Trời ơi, dọn dẹp cái rừng này luôn để cũng được. Anh Phước lên đây xây nè anh Phước. Ok, lên xây nhà trên cây cái gì? Không, xây nhà trên cây cũng được, nhưng mà cây ở đây em thấy yếu cái đầu. Cái đầu lâu chế ra cái gì ta? Đầu lâu dùng để trang trí. Đầu lâu dùng để trang trí à. Em nói sao, em nói sao? Anh thấy xây nhà trên vực này được không? Trên cái vực này nè, giống như xây nhà bình thường thôi, nhưng mà xây trên vực rồi mình rào lại. Được, được. Rồi ngắm biển luôn, nhìn chết xa. Thôi em được cái dưới, dưới kia rồi. Xa không chết luôn không, đúng không? Đúng rồi, dưới kia mất công chạy lên chạy xuống. Mệt lắm. Đi. Bên đây kế bên ruộng nước đó nè. Cái giác gỗ lên. Không cần giác gỗ lên. À quên. Để đốt, trên đây đốt. Nên con anh xây cái nhà trên cây luôn. Em nghĩ cây này yếu quá sao anh xây được. Được, được, được. Được. Ngắm biển luôn hay gì? Ngắm biển luôn, view biển. Nếu mà xây nhà trên cây lỡ đốn cái cây này sao ta? Ổn không? Em dọn dẹp quanh nữa. Em có không hiểu, em không biết. Đừng đốn cây này, đốn cây này, má nhìn không ra nha. Thích sao view biển cái gì? Em thích view biển. Đây lăng từ lương okay. Đó, chờ cây đó ra hay đúng không? Mấy cây chưa anh hết. Tiến hành xây nhà trên cây luôn rồi. Nghĩ mệt xíu, nghĩ mệt xíu. Hồi trước đầu Forest trước là kiểu có làm cái cưa máy bạn, cưa bao đá luôn. Ủa, đòi cái ủa sao mất rồi? Nhà đâu kia rồi? Nhà đâu? Nó mất rồi, nó mất rồi. Đây, đây anh, đây anh. Nhà này hay là nhà kia ta? Nhà nào
Ở đi được rồi, ngon rồi. Đó. Rồi sao bỏ lên tới nè. Vô, nghe vô. Bỏ đụng gỗ bỏ vô. Rồi đến kêu quỷ nè. Chết bà, anh kêu nó đi làm lửa rồi. Thôi vậy là xong rồi. Đi đâu ta? Đang làm lửa. Nó đang làm lửa, em lên chặt cây đi làm cái nhà nè. Ok. Tôi đòi em nhiều quá, em làm bớt. Xảy hoài mãi, sao kêu nó đi anh đi em không biết nữa. Lóc là gì ta? Lóc là gì ba? Lóc hả? Lóc là khoái. Ây da. Kêu nó đi lụm lóc thôi bạn, lóc là gì? Lóc là những cái khúc cây hay sao? Chị... Chạy đi à. Dạ. Chạy. Quỷ này nó xây báo đời thật sự luôn nãy giờ. Nãy giờ mình bị phóng tại cái bếp của quỷ đó rồi. Ê, mấy con khỉ tới bà ơi. Mày. Bảo báo rồi. Cái gì thế vậy? Em chặt cái chân. Em chặt cái chân cái nhà đó kìa. Anh đặt lại, anh đặt lại. Trời ơi. Hay là xây nhà này có ban công thôi. Nhà này thì không cần dây, nhà này thì phải có dây. Rồi, đặt vào nha. Thấy chặt xong thoáng không anh? Quá thoáng. Bao nhiêu khúc lần ta? Thấy nhiều lắm á. 16 khúc, 54 khúc nữa. Game này chiếu việc là thập ngàn thôi các bạn. Chặt cây thôi. Thôi lùm gỗ không kịp luôn á. Chặt mẻ cái búa luôn. Thôi em khoái mấy game hết lại game xin đồ xin nhờ nó đã à, mấy khỉ tới nữa kìa. Nhiều khỉ tới nữa đây, coi chừng chặt dính nữa. Ok dính cái nó sập nữa mà đó. Ủa ngoài đây nhiều gõ lắm nè. Ok nó được làm cái đế đây mà. Nè là nhỏ gái à? Đúng không? Hình như nhỏ gái cái dòng nữ đúng không? Chặt nó lấy thịt đúng không?
À đây nè, thanh niên lụm quăng đây nè. Chúng ta phải 5.000 thôi. Nè, quỷ này nó dắt gỗ nè, cái lóc nãy là khúc gỗ đó bao. Lóc, lóc luôn anh. Nó đã quăng đó rồi. Được đó. Ủa đây gỗ nhóc chân nè, em chặt đây chưa? Em chặt bên đây nè, quá trời. Ok. Đó. Giờ ủa hết để được ta? Được mà, được mà. À hút rút gỗ này đi không phải. Mình làm xong đây mình làm cỏ nên rồi mình xây dựng hàng rào nữa. Trời ơi. Hấp dẫn luôn á. Nó xí lười ta, đứng tiêu à. Đợi em xíu em làm chuyện. 18 khúc luôn. Tập sau kìa. Để ra anh em mình cứ nên tập trung đi khám phá luôn bao ha. Cái này mình thăm nhà, mình kiếm nhà trước rồi. Đi ăn kiếm đi, vô chơi chân xây nhà trà quá mày. Từ từ cháu như kiểu kiểu mà có cái nhà đi là từ từ anh em đi khám phá cũng được, an cư rồi mình lập nghiệp. Đủ chưa ta? Nếu có nhà ở đây rồi gì nữa xây bẫy các bạn, bắt mấy thổ dân á. Rồi xong nữa làm giáp xương đi đâu đi. Thôi, mày chẻ cái khúc gỗ đó ra làm hai nữa thôi. Đúng rồi. Sao nó giận? Cảm giác em nó giận thấy tới tối nè. Quỷ Kevin nó lụm nó quăng lụm đây nè. Được thế nha. Mà đó nó làm biến nó giác lại có khúc rồi đó. Giác khúc đâu đi đâu. Rồi nó mới vòng lại. Nè. Có quả giác khúc mấy khúc của em nè. Ờ, nó giác lại khúc rồi. Kể đi kìa. Không có nó cũng đỡ buồn. Đó, giờ em chặt cho nó đi giác. Cho giác cái bàn đó. Chạy. Đấy chạy. À, trời sáng tới tối mịt luôn rồi. Biến thành anh kinh phu chết củi. Sắp hoàn thành luôn ơi. Bớt mấy hàng. Ấy khúc nữa, ôi tính làm ra cái nhà này kiểu mà hết bà nó cá thanh sưng đúng không anh? Ê, ôi, anh nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng. Có khách giếng. Có khách giếng. Làm nhà trên cây à? Dữ dội vậy anh Phương? Gì? Làm nhà cây à? Đúng rồi em. Lại giác gỗ, coi chừng lại gõ cái là công cốc nơi si. Mình chặt cây để mình bấm liên tục hay mình bấm giữ? Chặt cây, chặt đi vòng dập á. Đi vòng vòng. Nó quất bộ hay gì cơ? Nó quất em, nó quất em nè. Kệ nó kìa, nó kìa, nó kìa. Mày. 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 Con gái phải không? Giờ phút củi chơi nó. Nè anh Phương ơi, một đống anh Phương ơi.
Ủa làm sao đây giác nhiều khúc gỗ? Giác là có 2 khúc à. Giác là 2 khúc. E yeah. Ủa em gần giác mấy khúc? Thôi hoàn thiện rồi nè. Rồi giá phỏng nữa rồi. Tắt cái bếp lửa đây đi, quỷ này báo không à. Lên nhà anh ơi. Ý, nhà đẹp. Ủa nhưng mà tính ra phải quay mặt qua anh kia đúng với anh đúng không? Đúng rồi. Hơi bị nghịch. Hơi bị nãy anh xây bên kia rồi. Được... Sao bếp lửa này tào lao vậy? Ừ, kêu nó tắt rồi. Tắt rồi sao? Kêu vĩ kêu bên kìa. Kêu thứ ra. Kêu vĩ kêu bên tắt. Em còn một giấc ngủ thiệt là sâu. Ủa này là nhà đâu không chứ không kêu là ngủ hả? Sao cho nó thành nhà ngủ? Sao đúng nhà này hả? Nhà này phải xây cái túi ngủ ở trên đây nữa em ơi. Ủa vậy nữa hả? Ờ. Kiểu mà mình đứng ở trên đây mấy hố văn nó không làm gì được á. Sao nó xây? Đây là vậy. Đây, để đặt cái túi ngủ cho. À, có hàng rào nè. Anh em xây hàng rào không? Xây chứ. Giờ mới có anh em xây chứ. Xây chung cái gì? Này là xây... À, có từng thành luôn nè. Hay xây từng thành nha. À, xây được mấy cái này luôn nè bố ơi. Xây gì vậy? À, anh đặt mấy... đi, em đi làm xây cho. Kiểu mà mình xây mấy cái kiểu mình sao ta? Nè mấy cái này nè. Mình đi mình nói với nhau á. Không? À xây nó dài dài quá với nhau đúng không? Đúng rồi. Nhiều cây đúng không? Nhưng mà cái này lùn quá không anh? Không lùn đâu, mình đứng trên đó mấy thổ dân đâu làm gì được đâu. Nhưng mà chặt nó hết cây vòng vòng đi. Chặt không còn gì nữa. Hay giờ mình xây một cái nhà ngủ dưới đây không anh? Rồi mình xây rào. Mình có nhà ngủ ở dưới rồi. Nhà ngủ dưới hả? Ờ. Nhà ngủ trên đây xây cái gì? Còn em muốn xây thêm cái nhà này nữa đúng không? Xây không? Không được. Rồi chặt mấy cây cái bờ luôn. Khi mình đứng ở rồi, trên đó mình bắn mấy thổ dân á. Ở này là gì? Này là cháp hả? Cháp là 7. Ờ, cháp là 7. Cảm giác cái quỷ game này giờ mình bảo với Nessie chơi cũng không khác gì The Forest cũ rồi. Đúng rồi, cái cách thức chơi là nó giống như nhau anh, nhưng mà nó sẽ khác cái cốt truyện một xíu. Nó mới thì cái chuyện mới rồi. Nó chỉ là khác cái cốt truyện thôi. Anh đặt lại nó mất tiêu rồi. Kiểu thú mới đồ không? Đúng rồi, nó sẽ có đâu có mấy hộ dân mới á. Ờ, quái vật mới á. Anh kêu nó tắt cái lửa anh Phương. Ở đây nè. Kêu làm thêm bếp lửa được em ơi, mới tắt không biết đường tắt rồi. Làm túi ngủ như đây thì lại cỏ đi một vòng. Nó lại sập nữa rồi, kỳ vậy ta. Nó lại sập nữa rồi. Kỳ vậy. Nhấc nghe vô á. Gì mà tôi ngủ nhỏ xíu gì trời. Là cháp cái gì á. À này chuột chó. Thiếu ngủ mà nên sức khỏe yếu á. Ủa em đầy thanh sức khỏe luôn mà. Sức khỏe gì châu. Thiếu ngủ. Nó có cái dòng thiếu ngủ á thấy không? Cái hình mặt trăng á. Thiếu ngủ còn vắt đi xây nhà.
Tán kiểu mà mình bảo Nessie ở đây là quá khỏe luôn các bạn. Nó xây hàng rào vòng vòng cái làm bẫy bắt mấy thằng thổ dân á. Có giáp xịn cái lên đường đi khám phá là hợp lý luôn. Quỷ này nó lại đây nó nằm không bố ơi. Cái này nó biến quá anh. Chắc đuổi diệt nó quá. Có em thấy có mấy ông trên lúc á không cần nó là giết nó luôn. Ừ. Ác quá. Ác như vậy. Thôi, kêu nó xài giặt nó không được. Chỉ có quỷ này để dành cho đi chơi single á, chơi một mình á. Nó sẽ là trợ lý của mình. Đúng rồi. Nè anh xây xong đây luôn nè, sell lại được nè. Kiểu tạo ra cái thằng đó để mà chơi single của anh. Có đồng đội chơi chung cho đỡ buồn. Hai mươi mấy ngày nữa là ngon á. Rồi này xếp cái nổi đi anh Phương ơi. Anh xem rồi, mới xem rồi. Ok. Giờ mình chế cây đuốc lớn nha. Cây đuốc lớn hình như phải cần có cắm tại chỗ, phải cần có cái đầu lâu hay sao? Cái đó là cái đầu lâu bắt lửa, còn cái đuốc bắt lửa nó có riêng mà. Thôi à. Rồi, tranh thủ, tranh thủ. Nó cần giải. Quen rồi. Trời tối hết thấy đường nào luôn rồi. Ra thử làm ta. Là phía que. Ngủ không? Lại ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ ở đâu vậy? Nè, kế bên nè. Ra đây nè. Ủa cái đêm rồi, tối quá tối rồi. Ừ, ok, lại liền nha. Ngủ sớm như... giống như gà vậy, ngủ sớm chứ. Như này lấy đường hay xá rồi đâu. Hay là làm nốt cái này ngủ. Làm nốt đi anh em, chặt hết gỗ, rút là tối thiệt luôn á. Hay đường hay xá vậy luôn. Ủa làm sao đây cắm đút xuống cả. Là phải chế cái đút mới. Gỗ nè. Đó. Ngon anh ơi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong. Nhưng mà giờ sao nói vậy mà mình đó. Lên xây rồi mình mới nghiên cứu rồi. Nè, nó đang ngủ rồi. Ngủ nè xe rồi. Xe vô ngủ nè xe rồi. Đó. Ngủ. Ôi, sáng thì sáng nó khác liền á. Ôi, thằng kia cực lực quá nhờ. Ngủ thức gì vừa đói vừa khác. Ôi, cái bộ. Na lên ăn đồ ăn anh ơi. Tối quá. Anh đứng cái giò nè. Để em làm một thanh protein bar cái nè. Khát nước, khát nước. Vừa đói vừa khát quá. Anh em bay mua thùng 500 lít thì nước để. Ra mua theo thùng mì hảo hảo nữa. Ui, còn sống. Ủa làm sao đấy. Làm sao đấy cho cái nút lớn ta. Chưa đã giải rồi. Cây quẹt lên là sao ấy nhỉ? À dạ. Ra làm hấp nước đi anh chưa tỉnh rồi. Té cái giò em ơi. Sao ta? Không hiểu đi. Trời cái mấy nước này kiểu mà
khỏi có nấu các bạn. Hồi trước là anh nhớ là phải làm mấy cái mai rùa để hứng. Đúng rồi, rồi mình biết rùa với rùa nữa. Ở đây thì vẫn có rùa nha. Rồi giờ nghiên cứu làm sao để cọc dây bắt qua bên kia. Repair tool nè. Sao để làm cái búa ghi be nè. Cái đuốc lớn đó hả? À, trời ơi. Lấy vải, quẳng vô đây. Trời ơi, trời ơi. Người giàu ơi. Lấy thêm khúc gỗ nữa, cắm vô. Đó. Ủa, rồi làm gì nữa ta? À, rồi lấy một quẹt à. Ủa, mấy cái này là vĩnh cửu anh Phương. Cái nào? Cái này nè. Ủa, đốt cái gì trời? Ủa, cái này sao mở gọc ra được ta? Hồi trước anh nhớ mở gọc được mà. Em cũng không biết nữa. Nó là cái tree platform. Anh đặt thử cái tree platform thử. Tree platform 1 đó phải không anh? Em chế được cái này nè. Sao đốt nó lên á? Ở đây. Nó làm cao à. Ồ. Ủa làm sao để cho nó lớn sao nhỏ xíu vậy? Ram. Nóng. Rồi. Sao dập lửa ra chỗ vậy? Là vì khó dập lửa ra chỗ. À, tự cháy hết. À, chế thử cái floor thử anh. Cái floor á. Trời, nó đi chặt gỗ một đống anh Phương ơi. Cái floor nào. Anh bấm chỉ ít lên. Ủa lộn, anh bấm chữ G lên. Đúng không? Là sao? Báo thằng khác nữa là cái luôn. À, ok. Đó, hơn nữa nè. Ồ, tính ra nó cực hơn hồi trước á. Trời ơi, chuẩn bị cứu em nè. Ủa, đây xem làm gì vậy? Làm tường thành anh. Ảo vô. Ui, nhìn phải vậy. Ủa, vậy tại sao mình không làm viên biển? Không chịu. Bởi trẻ đọt gì nữa rồi, Ảo gì. Chịu một khoảng trống đó đi. Làm cái tường thành đây nè Bảo. Đến chặt cây cho. Một chắp trước. Có thể xây tường thành nữa các bạn. Ảo ta. Ôi dọn đây riết hồi nhìn thoáng lắm luôn á. À anh hiểu rồi. Kiểu mà mấy cái bản The Forest 2 này bây giờ là nó sửa lại em ơi. Là kiểu mà như mình xây nhà là mình phải tự đặt gỗ xuống mình tự xây luôn á. Tự chặt xuống tự xây. Tự chặt luôn chứ nó không phải là cái nhà giống như hồi trước nữa bạn. Đói quá anh Phương ơi. Đói quá anh Phương ơi, giờ mất ngủ nữa, sao mất ngủ đã. Mất ngủ. Đấy, hiểu rồi nè. Chặt ra làm hai phải không? Em chặt ra làm hai nè. Còn cái hàng rào này là xây sao? Chặt chẻ cái đầu thôi. Nhưng mà đặt thì sao á? Bấm E lên xong không? Anh bấm G lại đặt xuống. Ủa không cần bấm G nữa, chỉ chuột quay mặt xuống lại đặt được. À. Cái em ngủ anh Phương ơi. Ê, cái em đói quá anh Phương ơi. Đó, đặt xuống gì nữa bạn? Là tự xây theo cái hình dạng của mình luôn đúng không? Đúng, mình thích xây sao mình xây. Ờ. Để em đi săn bắn nha. Ờ, tính ra gì nó hợp lý nữa phải không? Mình muốn xây sao mình xây. Có trẻ phát là làm đâu rồi luôn. Đó, xịn chưa? Rồi anh đơn chuột lên cao xíu là nó sẽ hiện ra
răng đỏ. Đó. Hai, cái lối chơi này giờ nó mới ha. Quá tuyệt vời quá. Mấy ngạo nằm đâu ta? Rồi ảo vãi. Nhà được mấy khúc gỗ nhỏ nhỏ luôn mà. Game đúng hay thật sự. Trời, nó dán vô đống củi gì luôn hả? Cứ chặt sẵn nó đi. Thành làm cũng nhanh, làm bì ngoài xong thôi. Ủa hào nó bay ở trên đây sao mình đặt được đó? Thì nó em không biết nữa, đặt cái thì nó lo. Được không? Cái hàng rào này làm chắc 300 tập chưa xong. Hàng rào này dài lắm luôn. Đốn hết nguyên cánh rừng này chưa xong. Không, đốn hết cánh rừng này là xong lắm. Hết từ đây tới bờ dọc bờ biển kia là xong. Cái chim này nào đậu xuống đây? Rồi xong mấy căn nhà này nữa là mai mình đi khám phá là ngon lành luôn. Lo rồi. Không lo chỗ. Cứu mấy cái cháp hả? Cháp động vật nhỏ nhỏ. Chín không ta? Nên đặt mấy cái bẫy thú rồi. À, đi nguyên một đoạn đường không có đồ ăn luôn chứ. Đói, buồn ngủ, mất ngủ. Đánh thêm mồ luôn. Ây dạ. Ở đây có thú dân rồi. Mày thấy mẹ tao. Em thịt ngừ vậy. Cũng nhớ có mấy con hào mà sao sao nằm đâu không biết luôn. Ui, trong thằng thú dân này nhìn tiên tiến đấy. Có khi nào nó lỡ mất bao cao không ta? Cái gì vậy? Tiên tiến lắm. Nó đặt một mớ bẫy ở đây. Nhưng mà để bắt mấy con thú con mà. Cũng có rồi. Ui, từ á em lụm cung anh bắn em á, hết sọt liền. Nó sẽ nằm ở sweet mode bên đây. Xương lóc này đây. Để em thiết kế chỗ đi gõ. Quá anh bị đói bị lạ bị buồn ngủ nữa. Rồi làm được ba cái bẫy thú á, đây nữa bắt mấy thú. Thôi được rồi, cho bữa nay anh em mình gần đây đi em, mà chiếc tiếp. Ok. Từ từ anh để em về. Thằng này nó lời biết. Tạm thời xem nào. Ok thôi được rồi, bữa nay gần đây các bạn, mời chúng ta chiến tiếp. Bữa nay có được nhà cửa, mời đi khám phá. Bảo xây giờ. Em thấy kệ đi củi nè. À. C đó. Ôi gì để được 4 cái full này.
6 cây. 6 cây. Nhà không có củi để đặt làm chỗ đựng củi. Cũng được. Kiên bò á đi vác lên đây nè. Bò mình hay lắm anh. Đây rồi. Nó vác nó lụm đơn đóng đó bao. Đó. Kevin nó thấy được các bạn, làm được. Cái lẽ nó mà biết để ở đây nữa là mới xịn nữa anh. Hình như có dự định đâu mà phải không? Anh nghĩ chắc được á. Chắc được á. Mấy kệ luôn cho nó đặt hay bà nữa. Em đạp vô bẫy thú. Giết nó chết không ta? Chết, nó chết á. Nó chết rồi hết thằng xe giặt luôn. Nó chết đó, là kìa kìa, anh ra lệnh cho nó kìa, nó bỏ vô kìa. Đó. Hay ta. Ui chỗ em có làng thú văn nè anh ơi. Tí đi khám phá chung nè. Mời đi khám phá chung. Mời đi khám phá chung. Ui, thằng này, sát thằng này dữ dội vậy. Nó giác lận có khúc rồi bố ơi. Ờ, yếu rúi quá anh. Quá trời, giác lận có khúc rồi. Giác lận có khúc của mày, nè, nó vẫn đem vô đây nè báo. Nè, được nè. Nó dùng kìa. Mắc dại thì chứ. Ở đây có cái kệ nó không dùng quá. Dùng xuống đâu á. Mắc dại thì chứ, đa, đem để cái nó dùng không. Ủa? Làm cộng đó rõ rồi nè. Nó kỳ sao? Không, nhưng mà nó quăng đúng rồi nè. Nè, nó quăng vô được mà. Mày mà không bỏ vô được rõ. Nè, coi thôi. Có con ma trắng nè anh Phước. Để mày. Đó. Ui. Té. Mẹ ông chúng chú một nát. Nó chết à. Ui, ôi, con nó to nó lắc. Con này to quá. Thôi bài chút tiếp. Ok ok. Mình đã bị mệt. Cu mẹ. Cu. Thằng này to quá đời, cứu em. Xem lại đêm ơi.